Mình xin tự giới thiệu là mình tên là Đoàn Quang Thái, năm nay được 31 tuổi, đến từ Ninh Thuận, hiện đang làm việc và sống ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Trước thì học bên cơ khí chế tạo máy, bây giờ đang làm chung cái cửa hàng kinh doanh bên điện công nghiệp và tự động hóa. Tức là giờ đang kinh doanh riêng đúng không? Dạ. Mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào quý vị khán giả, chào chị Quyền Linh, chào anh Cát Tường. Em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Không sao, hơi căng thẳng thôi. Chị Quyền Linh kính chào em. Dạ, em xin lỗi anh. Không sao. Em tên là Huỳnh Công Thúy Vi, năm nay em 31 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Em đang là kế toán trưởng. Rồi, điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì mọi người nhận xét là em vui vẻ, hòa đồng và em nhiệt tình trong công việc và hay giúp đỡ mọi người. Điểm yếu thì em hơi bị nóng tính và có nhiều cái em thẳng tính quá chị. Em nghĩ gì là em nói đó, nhiều khi em làm mất lòng người khác á, với lại nhiều khi là không có được khéo ăn nói. Rồi bạn trai. Điểm mạnh lớn nhất là tính tình thoải mái, dễ nuôi. Điểm yếu. Trong về cái lĩnh vực ăn nói thì không có giỏi lắm. Đôi khi cũng kiềm chế kiểm xúc cảm xúc hơi bị kém tí. Rồi, bạn trai đã trải qua mấy mối tình rồi? Chính thức thì là chưa có mối tình nào. Rồi đó thì có hôn chưa? Chưa. Nắm tay chưa? Chưa luôn. Rồi biết hôn không? Không, chắc cái đó là thuộc về bản năng, chắc nó tự trong người nó biết mà. Nghi quá. Em thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em cũng quen và gặp nhiều người nhưng mà không có cái nào mối tình nào gọi là sâu đậm hết. Quen chừng một vài tháng là lại không thấy không hợp nhau, thành ra không có tiến xa được. Em là mỗi người con gái theo truyền thống á chị, em cũng hơi bảo thủ. Thì cái bạn nam mà một khi mà bắt đầu làm quen rồi cái bạn đó đòi hỏi muốn xa hơn thì em lại ngại rồi em từ chối là bạn đó bỏ đi mất. Ủa rồi hỏi gì xa hơn em? Đòi hỏi xa hơn, ví dụ như bạn đó có những cái đề nghị khiếm nhã anh, giống như là muốn ăn cơm trước cảng hay gì đó thì em sẽ sợ em chạy. Đúng rồi. Ví dụ ta xin hung được không? Dạ thì hung thì được. Xa hơn nữa thì em nghĩ là cái chuyện đó là nên để dành cho sau khi mình kết hôn anh thì nó sẽ hay hơn. Đúng rồi, dạ. Đó là quan điểm đúng không? Đầu tiên thấy nó cũng hợp một vài điểm rồi. Mình muốn tìm đối tượng yêu thương của mình như thế nào hả bạn gái? Cao khoảng 1m7 trở lên. Thì ngoài hình thì vừa thôi, đừng có ốm quá, đừng có mập quá. Em thích phong cách lịch sự, quần tây áo sơ mi chững chạc vậy. Rồi. Có việc làm ổn định, nói chung là chững chạc và biết lo cho gia đình. Em sợ mấy anh mà đi giao thiệp bên ngoài nhậu nhẹt đồ nhiều. Em thích một anh hiền lành, chung thủy, đừng có gia trưởng, đừng có tính toán keo kiệt quá. Bạn trai, mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Thường thường người ta thường nói chơi là ổn đẹp, mập, dễ thương, cao sang, luôn quý phái. Còn em thì em thích là dễ thương và sang. Có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Thường thường trong cuộc sống em cứ hay xài hai chữ thôi kệ, sao cũng được. Thôi kệ. Sao được? Chứ sao cũng được. Sao cũng được. Sao cũng được thì mới ế đến giờ đấy. Không được, mình phải có lập ra cái kế hoạch hay là mọi thứ chứ trong cuộc sống mà. Đây là em đang nói tới cái tính cách, cái giao tiếp giữa bạn bè. 31 tuổi chưa hôn lần nào. Thích phụ nữ không? Thích cái gì? Sao nói chuyện cứ quẹo hoài vậy? Hồi hộp đúng không anh? Bây giờ lấy nhau về thì mình ở đâu? Nhà cửa thì trong này thì cũng chưa có. Công việc cũng mới ban đầu ra, mới khởi nghiệp thì nói chung cũng chưa có đủ để mà sắm nhà, sắm cửa ở trong này. Trước mắt thì có thể là lập nghiệp rồi ở trọ thời gian rồi. Bao lâu mình lập kế hoạch, bao lâu thì mình sẽ an cư? Chắc tầm cỡ 10 năm em muốn hướng về ở quê. Có nghĩa là sau 10 năm là mình đi về quê? Yeah. Có nghĩa là mình không có lập nghiệp mua nhà ở trong này. Dạ. Yeah. Để mình hỏi bạn nữ coi, em có chịu đi về Phan Rang ở không? Có muốn dạ, không? Chắc là không. Tại vì hồi trước em cũng có một quen một anh đó thì anh ở Mũi Né, anh cũng có đề nghị tương tự như vậy. Thì anh em thì gia đình em ở đây, em sống với ba mẹ em ở đây. Và em là cũng con gái lớn trong nhà thì chắc là cũng không có xa ba mẹ được. Hồi trước anh có hỏi là cũng có muốn về Mũi Né làm dâu không thì em mới từ chối. Thế này nè bạn rất là dễ thương, rất là hiền lành ha. Thôi kệ. Thực chất để chị Cát Tường chỉ nói đúng đó, mình phải có một cái mục đích để mình xác định, bởi mình đàn ông mà. Yeah. Ha, xác mình mạnh mẽ chút xíu, trong tình yêu có thể không mạnh mẽ nhưng trong công việc phải mạnh mẽ, phải xác định được rằng là một vài năm, 10 năm thì nó hơi dài.
rằng phụ nữ hay nhìn đàn ông cái chỗ là có thành đạt hay không, có ý chí mạnh mẽ hay không. Anh nghĩ rằng là bạn đủ làm điều đó, nhưng các bạn hơi nhút nhát chút xíu. Hy vọng là sau chương trình này á, nếu mà có điều kiện bạn cứ gặp chúng tôi có thể tư vấn thêm để bạn có thể mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống, trong những quyết định của mình về tương lai. Chứ bây giờ mình vô thành phố rồi, mình xác định 10 năm nữa cái mình quay về Ninh Thuận, rồi về đó mình cũng chưa biết làm gì nữa, thì đúng là một cái thời gian rất dài. Kế hoạch ở quê thì em có rồi chứ? Có rồi hả? Nào ao nuôi cá. Vườn nhiều không? Ở nhà thì có 2 hectare đất. Ồ vậy cũng nhiều rồi. Mình phải quyết định ngay từ đầu luôn, chứ để 10 năm nữa mình mới về sợ khi muộn đó bạn. Ha, bạn là người đàn ông cũng hơi hiếm trên đời đấy. Ồ, dạ, em chào anh gái. À, anh bên đây dễ thương lắm, thật sự. Anh nãy giờ anh thấy có thiện cảm với anh. Trong cái cuộc sống này chúng ta cần phải có một ý chí tiến xa chút xíu nữa. Anh hiền anh, quá. Đúng rồi, anh nghĩ rằng em có thể giúp anh điều đó. Dạ. Ha? Em không thích gì người đàn ông? Em thì em thích một người đàn ông mà tự lập và có chính kiến, có lập trường. Anh tự lập có rồi đó, nhưng mà không thích điều gì ở người đàn ông? Gia trưởng với lại tính toán quá. Không, anh này không gia trưởng tính toán. Anh nhẹ nhàng lắm. Thôi kệ, ai sao cũng được. Thôi hy vọng hai người gặp nhau sẽ bổ sung cho nhau. Rồi ok, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân kia đã. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mẹ. Xin chào MC Quyền Linh và xin chào MC Cát Tường. Dạ. Kính chào quý vị khán giả, tôi là mẹ của Thúy Vi. Mẹ có nhận xét là anh bên này chân thật, dễ thương, tính tình hiền lành. Có điều là mẹ không biết là cái duyên của tụi con có tới hay là không. Mẹ mong là con đồng ý. Dạ, cảm ơn cô. Cô thí dụ nha, con hỏi cô thế này nha. Nếu mà hai người yêu nhau, hẹn hò yêu nhau, tiến tới xa hơn nữa, thì anh ở rể luôn được không? Cũng có trao đổi với Thúy Vi rồi. Là cái vấn đề mà ở rể hay là làm dâu gì thì cô không có ý kiến. Dạ. Tại vì ở nhà cũng có thể. Tại vì có thêm một đứa con trai cũng được. Dạ. Dạ. Thôi vậy tốt rồi. Quan trọng là Thúy Vi đúng không cô? Dạ. À, cảm ơn cô. À, anh đi với ai? Em đi với hai đứa em gái với lại bạn. Em ruột hả? Em gái ruột. Dạ, con chào chú Quyền Linh với lại chào cô Cát Tường. Anh chào chị. Cho em nhận xét về anh trai của em trước. Vẻ bên ngoài thì anh nhút nhát với lại anh ít khi mà biểu lộ cái cảm xúc của mình ra ngoài. Nhưng mà anh rất biết lắng nghe, giống như trong gia đình em á. Chị em mà có chuyện gì không hiểu nhau thì anh là người đứng ra chia sẻ. Còn về phần chị thì em thấy chị dễ thương với Hoa Đông. Cảm ơn em. Cũng ấn tượng về anh em thì cũng thấy là ảnh hiền đó, nhưng mà sợ là ảnh hiền quá thì không biết là sau này có những cái quyết định mà cần phải ấy thì ảnh có đủ cái bản lĩnh để giải quyết được hay không, nên chị cũng hơi lo. Không, cái vấn đề mà để quyết định một chuyện gì đó thì anh làm được. Gái dễ thương quá ha. Được, dễ thương quá. Quan trọng là hai bạn thôi. Kéo màn lên đi ha. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bà Muốn Hẹn Hò. Cùng hai MC cười khà 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 với các cặp đôi hôm nay nhé. Tặng anh. Dạ, em cảm ơn anh. Hoa đẹp quá. Hồi nãy giờ nghe cái giọng nói qua bức màn á, thì em không có biết là ở ngoài nhìn anh sáng sủa đẹp trai hơn. Quay màn lại thì ấn tượng cũng rất là tốt. Hồi nãy chưa kéo màn, chắc nghĩ tối sủa. Mở màn lên thấy sáng sủa. Thời gian của em làm việc bên đó nó có chiếm nhiều em không? Làm giờ hành chánh buổi tối thứ bảy chủ nhật em rảnh. Công việc của anh hiện tại có bận rộn không? Buổi tối anh có rảnh rỗi không? Không, buổi tối thì anh rảnh rỗi từ thứ hai tới chủ nhật luôn. Em thấy anh cũng hiền, rất là chân thật. Hiền lắm em ơi, thật sự. Trong cuộc sống này để tìm người thế này cũng khó lắm đấy. Thật ra tính ra tại vì kêu bằng anh chứ tính ra là em với anh cũng bằng tuổi á. Tấn công đi em. Anh dự định tương lai nếu mà anh lấy vợ thì anh sẽ ở đâu? Thì lúc trước anh còn có nói anh muốn sống ở quê. Cái đó thì có thể thương lượng lại xong. Em thì em lại quen sống ở thành phố rồi. Tại vì em thì sinh ra em lớn lên ở đây. Thì gia đình hai bên nội ngoại em đây hết. Bạn bè cũng ở đây. Quan trọng cho em. Cái đó thì hướng ảnh luôn. Anh sao? Anh thôi kệ mà. Anh thôi kệ sao cũng được. Do em đó. Dạ. Nếu mà ở nhà em thì anh nghĩ sao? Anh cũng được, sao cũng được. Còn một điểm nữa em cũng muốn nói là tại vì gia đình em thì theo đạo Công giáo, thì không biết là anh có theo đạo không? Anh gia đình đạo Tôn giáo mà. Ồ, tốt quá. Hay quá.
Sau này anh đi làm thì tiền bạc anh đưa cho vợ anh quản lý không hay là anh tự quản lý? Em muốn giữ thì em giữ, còn không thì em giữ. Em nói giữ tiền mệt lắm, em sợ giữ tiền lắm. Vậy thì giữ tiền là nghề của em đó. Vậy thì giao cho em hết luôn đi. Mắc cỡ rồi, mắc cỡ. Tấn công mắc cỡ rồi. Anh nghĩ gặp nhau đây thì ít ra nó có một cái duyên nào đó. Thì theo anh nghĩ thì mình nên tìm hiểu một thời gian xem hợp hay không hợp với lại chuyện tương lai mình sẽ tiến tiếp. Có thời gian. Để tay vào nút bấm đi. Suy nghĩ sau 3 tiếng đếm và đưa ra quyết định của mình và phải chịu trách nhiệm với quyết định đó. 1 2 3 Hết thời gian. Bây giờ chính thức nắm tay nè. Đó. Chưa hôn nụ hôn nào. Và đây là nụ hôn đầu tiên. Mạnh mẽ lên em nào. Mong cô cho phép con được hẹn hò với em và hôn em. Đó, bác, cô gật đầu rồi đó. Đó, cô gật đầu rồi kìa. Nào. Nãy nghe nói là em này, em truyền thống, em không muốn. Bây giờ em muốn hôn ở chỗ nào thì em cứ đưa ra đi. Đấy, đưa ra đi. Không. Không giờ là anh hiền thiệt luôn. Hiền thiệt luôn á. Anh hôn tay đi anh. Không, cô lên má nào mà nào. Hôn lên. Với tính năng EKYC, xác thực hình ảnh pickable cho bạn mắt thật sẽ chi thật. Em tên là Nguyễn Văn Thạo. Năm nay em 30 tuổi. Em làm bên lĩnh vực an toàn lao động của công ty thang máy. Rất vui hôm nay được tham gia chương trình Bà Muốn Hẹn Hò. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Em là làm công việc đó ở đâu? Em hiện tại làm xung quanh Sài Gòn anh ạ. Sài Gòn thôi. Dạ. Quê em ở đâu? Quê em thì ở ngoài Bắc, ngoài Thái Bình. Nhưng mà gia đình vào trong này được 20 năm rồi. Ồ, vậy tức là gia đình ở đây hết rồi. Dạ vâng, ở đây hết rồi. Mời em giới thiệu. Lời nói đầu tiên là cho em xin phép xin chào cả nhà mình tại trường quay Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay. Em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng với anh bạn cùng quay bên phía tấm màn bên kia. Em chào tên bạn. Là Đỗ Thị Hà My, năm nay em 24 tuổi, em đến từ Tiền Giang và hiện tại là em đang công tác tại phòng sale marketing của công ty cổ phần du lịch văn hóa Suối Tiên từ thứ hai đến thứ sáu, còn dịp cuối tuần thì em làm cộng tác viên tại công ty Tuyến Mê Công tại Tiền Giang và Bến Tre. Em làm hướng dẫn viên ở dưới. À, là coi như cuối tuần là mình đi về quê làm. Dạ đúng rồi. Cô gái trẻ mà năng động trong công việc. Giữ luôn làm rất tốt. Sài Gòn xong rồi cuối tuần về Bến Tre làm nữa. Giỏi quá vậy em. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Mọi người xung quanh nói em là người rất là hòa đồng. Nói chuyện với người lớn thì rất là dễ bắt chuyện. Còn nhược điểm của em là rất là nóng tính. Còn cái tình trường thì sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình? Dạ, em trải qua một mối tình. Thời sinh viên em thì nóng tính. Mà người đó thì chịu, cứ im im liềm liềm vậy đó. Cái cuối cùng một ngày đẹp trời họ điện về cho mẹ em và nói là bác ơi con chịu mi hết nổi rồi, tính của mi nóng quá con chịu không nổi, thế là chia tay. Rồi từ đó đến nay là ở không? Dạ. Thế bây giờ mình đã rút được cái kinh nghiệm chưa? Mình đã bớt nóng chưa? À, vì lúc đó là còn đi học nên mình cũng chưa suy nghĩ nhiều. Còn bây giờ là để đi làm rồi mà cái ngành của em là bên dịch vụ. Nên em cũng kiềm chế được cái tính tình của mình rồi. Tại vì gặp nhiều khách hàng. Nhưng mà chị cũng hơi lo chút là bây giờ em bận quá vậy. Nếu mà mình hẹn hò thì mình giờ thời gian nào dành cho bạn trai? Tại vì cái thời gian mà em đi làm như vậy á, là em không muốn tìm hiểu một mối quan hệ nào. Em lười yêu, lười tìm hiểu. Nếu mà bây giờ mà mình tìm được cái đối tượng phù hợp với mình thì tất nhiên em sẽ giao hòa cái công việc của mình lại. Ở dưới quê em, độ tuổi của em thì hàng xóm xung quanh bảo là em ế rồi. Vậy mới nhờ tới chương trình ha. Không dạ. Sao, ngày hôm nay cố gắng nha. À, bạn trai, tình trường của em thì sao nè? Thời sinh viên thì em có trải qua một mối tình được một năm. Thì sau đó thì đi làm á, công việc nó lu bu với lại lười yêu nữa. Nên là thành thử ra là chưa có quen ai một cách mà mình chỉ quen cái kiểu dạng như là xã giao thôi. Chưa có mối tình nào sâu đậm lắm đúng không? Dạ, dạ. Bởi vì hai bạn đều lười yêu hết. Hôm nay cố gắng chúng tôi sẽ không cho các bạn lười yêu nữa. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Mọi người nhận xét em là hiền lành, rồi thật thà. Còn điểm yếu của em thì không có rất dứt khoát. Mình nhìn một cái vấn đề gì đó mình phải nhìn trước nhìn sau, xem là nó đúng hay sai. Cái đó là nó có một cái điểm yếu của em. Ủa là sao?
Nhìn trước là sao? Là mình không thấy gì hết là sao? Là mình kiểu như là ai mà nóng tính với anh chẳng hạn thì anh sạc lại liền. Nhưng mà em thì không có. Em thì ngẫm nghĩ lại. Có đâu phải điểm yếu đâu. Có đó sự kiên nhẫn, nhường nhịn. Có đó là tốt đó em. Nhiều khi người ta nói xong em sạc lại liền, tức là cái đó là không tốt. Như cái đó thì nếu mà đàn ông thì nên như vậy. Ủa, đàn ông nên sạc lại luôn hả? Phải không? Vậy là tốt đó cưng. Dạ, em cảm ơn. Ừ. Dạ. Rồi, bây giờ mình muốn tìm một người yêu thế nào? Em muốn một người phụ nữ mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Cá tính. Đưa ra một cái vấn đề gì đó thì hai đứa cùng có thể là chia sẻ với nhau. Chứ không có kiểu như là ác ai cả. Rồi. Nếu mà khi mà không thống nhất gì đấy thì mình có thể là tham khảo ý kiến của người thân. Coi như bình đẳng với nhau ha. Dạ, bình đẳng. Không có gia trưởng ở đây, cái này hay lắm á. Dạ. Rồi về ngoại hình thì sao? Em có mẫu hình nào lý tưởng không? À, mẫu hình lý tưởng của em là xinh giống như Cát Tường ấy. Cảm ơn em. Anh ơi, da ngâm được không anh? Anh không quan trọng màu da em ạ. Rồi. Dạ. Em muốn tìm cái người bạn trai có những cái đặc điểm như thế nào? Dạ, em muốn người đó chững chạc hơn em, điềm tính. Và khi mà em có một cái vấn đề gì đó như là em nóng tính lên một cái sự việc gì đó thì anh cũng phải là người tìm hiểu lý do tại sao em như vậy, chứ không phải là im im liềm liềm rồi cứ để vậy đi luôn. Anh đi luôn đó, đi luôn để suy nghĩ. Anh này kiên nhẫn lắm, yên tâm. Anh có thể là giúp em trong cái khoản mà kiềm chế cái sự nóng giận của em. Dạ vâng ạ. Gì nữa không em? Với lại là bạn đó không có bánh bèo. Bánh bèo? Không thích chơi bánh bèo. Bánh bèo là như sao là em? Không có chính kiến ở trong cái một cái quyết định nào đó thì em không thích. Nhiều khi ta nhường em rồi sao? Dạ. Rồi, em có thích về cái ngoại hình như thế nào? Ngoại hình á thì em cực kỳ có ấn tượng với bạn trai mà mặc áo sơ mi và quần tây. Là cao trên 1m7. Tại vì em cao hết 1m64 rồi. Cao có mang cao. Mang dài lên nữa, 5 phân nữa. Áo sơ mi, có áo sơ mi. Quần riêng được không? Không có quần tây mặc quần riêng được. Chừng nào có cái dịp gì đặc biệt người ta bận quần tây áo vest luôn. Bình thường đi tham gia chương trình cho nó năng động mình mặc quần jean được rồi ha. Quần áo không nói lên tính cách của con người đâu em. Rồi, chào em. Dạ. Hiền khô hả? Hiền khô ha. Ừ. Kế hoạch của em khi nào thì tiến tới hôn nhân được? Hai đứa đồng ý thì có thể sang năm. Em cũng đã có một số vốn. Và cũng nhờ sự hỗ trợ của gia đình cũng có nhà cửa đàng hoàng rồi. Vậy là sau này mình lập nghiệp hai vợ chồng ở riêng hay là có phải ở chung với ba mẹ làm dâu gì không em? Bố mẹ em rất là thoải mái cho ở riêng để cho nó tự do thoải mái. Bà bên kia rất là nóng á. Nóng quá la bạn hoài sao? Chịu được không? Nếu mà la em hoài thì em sẽ có nhờ sự trợ giúp của bên bố mẹ em và bố mẹ bạn đấy. Hay. Được. Quá được luôn chứ. Quá được. La người ta hoài, người ta mét ba mẹ liền chứ. Mét ba mẹ hai bên ha. Chưa có đàn ông nào vậy hết trơn á. Dễ thương hiền. Em bây giờ em nghe, em thấy bạn trai mình nói sao? Dạ có chính kiến. Mà dễ thương lắm nha. Rất hiền luôn á. Hiền khô luôn. Bảo đảm nửa về em ăn hiếp anh ấy á. Em cũng hiền lắm. Anh nghĩ anh bên đây có những thứ điều sẽ bổ sung từ em đó. Anh thì hiền, kiên nhẫn ha. Tính đàn ông vậy tốt rồi. Em bổ sung vô cái mạnh mẽ hơn nữa là được. Rồi. Nếu được khi nào đám cưới? Em tìm hiểu nếu mà hợp khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi. Được rồi. Thấy cũng ổn đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với thím và hai bạn gái. Xin chào chương trình, xin chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Và chào khán giả ở trường quay. Tình hình sao thím? Thím thấy là người nam rất là hiền lành và rất là thiện cảm. Dạ con chào thím ạ. Con rất là cảm ơn khi mà thím nhận xét về con như vậy. Nếu mà có điều kiện thì cho phép con được làm quen với em đấy, để tạo ra một cái cơ hội để hai chúng con làm quen với nhau. Dạ, con xin cảm ơn. Rồi, em đi với ai? Em đi với mẹ, với hai đồng nghiệp của em ạ. Có mẹ ha, dạ cho gặp mẹ. Tôi xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường xinh đẹp. Và chào các quý vị khán giả. Theo cháu Thảo của tôi thì cháu rất là hiền lành. Thật là cái điểm yếu của cháu á là cháu ngủ là cháu hay nằm mơ, hay mơ hay na. Đó. Là mơ mà cứ kêu á. Thì cũng kêu, có lúc cũng kêu to. Cũng hay vầy và. Đấy, không có gọn gàng. Coi như là đều dựa cho mẹ. Đi làm về là chỉ biết đi làm thôi chứ còn công việc ở nhà là dựa cho mẹ hết. Sau này có vợ lo ăn. Về cháu bên đây thì cháu rất là hiền lành, dễ thương. Cô cũng rất cảm tình với cháu rồi đấy. Em chào cô đi.
Em nói vài câu gì với cô đi em. Con chào cô ạ. Nếu như mà con và anh Thảo có duyên thì con cũng hy vọng là sẽ tiến tới xa hơn và đến nhà để thăm cô nhiều hơn. Rồi, cảm ơn. Nào, bây giờ kéo màn lên. Giây phút quan trọng nha. Anh thấy em rất là dễ thương ngoài sức tưởng tượng của anh. Em cũng vậy. Anh ơi, anh có thích con gái miền Tây không? Con gái miền Tây rất là dễ thương em. Rất là hay chiều chồng, hay nũng nịu. Rất là dễ thương. Cũng hơi hung dữ đó anh. Hung dữ hả? Hung dữ thì sau này anh sẽ cố gắng mà kiềm chế em lại. Nếu mà hẹn hò thì anh sẽ dẫn em đến cầu Bánh Sao, hoặc ra công viên, hoặc là uống cà phê ở trên cao. Hy vọng là em sẽ thích nếu mà chúng ta hẹn hò những cái chỗ đấy. Em rất là thích đi uống cà phê ở xung quanh thành phố mà những cái view đẹp. Nếu mà anh mà hơi hiền quá đó, em có thích những người hiền như anh không, hay là... Lúc nãy em có nói là em thích người điềm tính. Anh hiền không sao. Cái này về em, nếu mà có cơ hội em sẽ chỉ dần dần cho anh. Anh sẽ không hiền nữa. Tính giáo dục dữ lên trời. Em hỏi thêm về anh gì không? Anh có thích đi xem phim không? Có chứ. Anh có thích xem phim ma không? Phim ma. Tại em thích xem phim ma lắm. Mà mỗi lần mà xem phim ma là em nhắm mắt không à? Vô xem phim nhắm mắt xem gì? Anh rất thích là miền Tây. Nên nếu mà quen em thì anh rất là muốn về thăm gia đình. Để thấy cái cảnh sông nước miền Tây, anh rất là nó rất là yên bình. Anh có về miền Tây lần nào chưa? Miền Tây anh về rồi, về nhiều lần rồi. Ngày xưa cũng đi bạn. Thấy Sơn rồi, anh có về anh ghé thăm bao giờ chưa? Cái đấy thì anh chưa đi, nhưng mai mốt em sẽ dẫn anh đi chứ hả? Được, hướng dẫn viên miễn phí. Cảm ơn em. Anh có thể mời em điệu xì lô rất là dễ thôi. Dạ. Em không biết nhảy. Ấp nhạc. Em không biết nhảy. Không, em bám vai nào. Okay. Em đi theo bước anh nha. Rồi, đi qua. Ok. Đi qua, đưa lên. Đó. Ok. Bước qua đây. Mày sàn lúa chứ nhảy gì. Ngước nhìn lên em, đâu cần nhìn xuống chân đâu. Đừng nhìn chân. Em không thấy. Đi theo anh rồi. Ok. Từ thôi. Nhìn mặt anh mềm mại một xíu là được rồi, du dương theo. Được rồi anh Thảo. Rồi, xin lỗi nha. Nhìn thẳng vào mắt nhau nào. Rồi, ok. Xin cảm ơn. Một chút cảm giác về nhau. Bao nhiêu đó là cảm nhận rồi ha. Đúng rồi. Anh thấy em rất là dễ thương. Mình đến đây gặp nhau đó là cái duyên rồi. Thì hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để chúng ta có thể hẹn hò. Bạn gái, em có muốn nói gì với bạn trai không? Hy vọng là mình sẽ hợp tác thành công. Tập tay vào nút bấm nha bạn. Hai đứa ráng hợp tác có hiệu quả nó ra cái gì? Ra vài đứa. Chuẩn bị. Suy nghĩ thật kỹ sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đó. Nắm tay liền nha, nãy giờ nhảy rồi, đã kêu vũ chung với nhau rồi, ngại gì nữa. Hôn nhau một cái đi hai bạn. Cho con xin phép thím được hẹn hò với em đó. Em dạ. Nói. Em nói. Dạ, nhịp độ trận đấu nó cao quá. Đấu cái gì đây? Thì lanh lắm á nha. Dạ. Bây giờ là nói là cuối năm nay cưới đám cưới phải không? Dạ. Chuẩn bị gì rồi? Em biết ngay chị hỏi vậy mà. Chứ em biết rồi, tự trả lời. Dạ, thì đi. Nói chung là hiện tại công việc của em cũng khá là ổn định rồi. Nhưng mà nói chung em cũng chưa chuẩn bị gì nhiều, nhưng mà em có điểm tựa là gia đình. Nói chung là... Điểm tựa vững chắc hả? Dạ đúng rồi. Gia đình ba mẹ có kêu tìm mẫu người con gái có đưa ra cái chuẩn gì không? Không, chủ yếu là do em thôi chị. Điểm tựa là điểm tựa vậy dễ gì?
điểm tựa. Và giống như bây giờ chị hỏi chuẩn bị như cái gì thì nói chung là cái chỗ ở thì tất nhiên ở với ba mẹ, tại em là con trai út trong gia đình ba người. Rồi. Gia đình mọi người anh chị đều có gia đình hết rồi. Đám cưới ba mẹ lo luôn. Lo, nói chung lo một phần nữa thôi, chủ yếu là mình nữa. À. Rồi anh chị có mấy anh chị em? Dạ ba anh chị em là con út. Mà giờ đám cưới rồi về ở rồi trong nhà có giúp hứa giúp đỡ gì không? À, nhắc đến cái này thì nói chung trong cái dịp Tết vừa rồi á, có nghĩa là có một lời hứa đó, nó rất là thú vị. Nghĩa là anh chị của em là hứa là khi mà cưới như vậy á, sẽ trao phần giải thưởng là 50 triệu luôn. Tội gì trao giải thưởng, vậy là anh chị em biết em có cái gì không thể lấy vợ được hả? Không, có nghĩa là trong cái câu chuyện đầu năm vui vui tươi như vậy đó thì mình nói những câu chuyện vui, nhưng mà vui ở đây là thật luôn á chị. Là có hứa luôn, cam kết luôn. Cam kết thì chưa ký giấy tờ nên chưa gọi là cam kết được. Bây giờ về phải làm sao mà phải bắt chị ký vô giấy tờ? Không, anh em họ hàng chứng kiến nhiều lắm chị. À vậy hả? Không sao hết. 50 triệu hả? Dạ. Ngon rồi, vậy là ngon rồi. Coi như này bấm nút là có 50 triệu đúng không? Bấm nút là chia cho chị với Linh 25 triệu chưa, nha. Chưa, chưa chị, phải cưới giống như chương trình có cái tivi đó, khi nào cưới có tivi. Ủa vậy là khi đám cưới là chia cho chị với Linh 25 triệu đúng không? Rồi, anh chị mà đi tham dự đi em chia luôn. Đây nhiều người nè, chứng kiến lắm đó nha. Dạ đúng rồi, khán giả anh nhiều lắm á chị. Rồi thôi được rồi, chị cũng ráng chúc mừng em. Ráng chúc mừng để em lấy được 50 triệu của anh chị em nha. Anh 20 các tường 5 triệu. Gì kỳ vậy, mất quà rồi đó, anh thấy là anh, rồi đó. Anh Quyền Linh biết chia đó. Ủa nhưng mà đó là anh chị rồi, ba mẹ có hứa gì không? Không. Thường thường đấy, cái đà sung đó là ai cũng sung sung, nó bơm bơm lên. Không không không, nói chung ba mẹ là chủ yếu là tình thương là nhiều, nói chung là thiếu gì bù đó thôi. Rồi mấy tính. Mấy người bà con xung quanh mà chứng kiến đó rồi người ta không có cổ vũ gì hết trơn hả? Trời, em là quy bằng chỉ không chị ơi. Chỉ là sao? Ý là cô gì chú bé là đi bằng chỉ không à, em quy định luôn á. Là ai tới đám cưới là chỉ không, vậy hả? Không, chỉ ở đây là chỉ vàng. À, mà đông không, bà con cô bác đông không? Dạ cũng bên nội ngoại cũng khá là đông. Chà, chắc bữa đó đeo vàng đỏ tai nha. Thôi được rồi tôi về. Đeo vàng đỏ tai nha. Cái bồi dưỡng ăn cho mập mập vô. Còn đem đeo vàng nha. Ba thấy vàng nó khoái không? Đàn khoái gái khoái nhận vàng hay gì không? Được rồi, để anh qua anh xem coi thế nào nha. Ráng kia này kiếm 50 chai nha. Có gì nháy mắt em nha anh. Rồi ok. Ô chào em gái. Đúng là hơi gầy chút xíu nhỏ con, nhờ mặt xinh xắn được rồi. Chăm sóc một thời gian em sẽ mập. Hiếu ơi, có hơi trai vô mập hả? Liền dạ. Nãy giờ em nghe chàng trai em kia em thấy yên tâm được chàng trai này không? Dạ, nghe nói còn nói chung là tiếp xúc thì mình mới biết chắc. Anh rồi. Thấy trong anh ấy có một cái tính chân thành đó. Cũng nghĩ sao nói vậy nhưng mà hơi lanh chút xíu. Dạ, tại em nghĩ là do tính chất công việc nên là anh lanh. Đúng rồi, đúng. Anh cũng vui vẻ. Anh nghĩ hai vợ chồng về là em cười hoài luôn á. Vợ chồng luôn hả anh? Vợ chồng anh. Hả? Ủa nhanh vậy luôn á anh, là mình vợ chồng luôn hả? Tại vì anh có 20 chai. Có 20 chai, cái từ 5 chai. Trời ơi, ông nghĩ sao mà anh em làm chung mấy năm trời. Người ta mới chia 25 mà ông quất 20, ông bỏ mình 5 thì hay thì thua. Nói thôi lấy hết đi. Nói chơi vui xem lấy hết đi. Cho chị khác được. Anh đi dự thôi. À, nãy giờ em cảm nhận mà anh bên kia như một người như thế nào? Dạ, em thấy ảnh là người biết cách nói chuyện, biết cách hài nói hước. Ừ. Dạ. Thấy có gia trưởng không? Dạ, gia trưởng thì qua cách nói chuyện thì cũng chưa nói lên điều gì, thì cũng chưa cảm nhận được anh. Ừ, không có. Dạ. Có em đâu. Nghĩ em làm dâu tốt không? Dạ. Ảnh con trai út đó. Dạ, chắc được. Được không? Ừ. Có ghen không? Em hả? Ừ. Dạ, cũng phải tùy là cái đối tượng mà bạn nam của mình như thế nào. Tại vì thật ra em cũng chưa trải nghiệm tình trường nhiều nên em cũng không biết là quen ghen. Quen năm mấy tháng, tháng rồi à, hồi đi học. Có nắm tay chưa? Dạ rồi. Hôn chưa? Dạ rồi. Rồi hả? Bên kia chắc chưa lắm á. Không, cái đó là thật tình mà anh, đâu có vấn đề đâu anh. Đúng rồi, bên em à, bên em có hôn chưa? Em hả? À? Đâu có quen đâu hôn. Đúng rồi, anh nói đúng rồi, và còn anh còn hỏi em nữa. Mém nữa bị lật tẩy. Nhụt quá, nhụt quá. Nói chung tôi biết không người, ông trời. Hai người cũng còn trong trắng lắm ha. Dạ. Trong veo luôn. Hỏi thêm ý kiến người thân đi.